Theo số liệu từ trang web thống kê Worldometer, đến 11 giờ 30 tối 1 tháng 4 giờ bờ Đông Mỹ, tức 10 giờ 30 phút sáng 2 tháng 4 giờ Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ lên tới 215.215, trong đó có 5.110 người đã chết. Như vậy, trong hơn 20 tiếng đồng hồ, Mỹ đã tăng tới hơn 26.000 ca nhiễm và tới 1.055 người chết, con số tử vong hàng ngày cao kỷ lục ở Mỹ kể từ đầu dịch. Với các con số kinh hoàng này, Mỹ vẫn đang là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới. Bang New York là nơi có dịch nghiêm trọng nhất tại Mỹ, với gần một nửa tổng số ca nhiễm và 40% số ca tử vong cả nước. Ngày 1 tháng 4, Thống đốc bang New York phàn nàn, người dân nơi đây ích kỷ khi không chịu ở nhà, đồng thời ra lệnh kiểm soát chặt chẽ hơn các cuộc tụ tập công cộng. Ông yêu cầu cảnh sát thành phố New York thực thi các quy định về giữ khoảng cách xã hội quyết liệt hơn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1 tháng 4 cho biết ông đang xem xét kế hoạch cho dừng các chuyến bay nội địa tới các điểm nóng COVID-19 tại Mỹ. Kế hoạch trên có khả năng sẽ dẫn tới việc đóng các tuyến giao thông đường hàng không tới những sân bay ở New York, New Auckland và Detroit, những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19. Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo về hai tuần rất đau thương phía trước với Mỹ khi các chuyên gia y tế dự đoán số người chết vì COVID-19 tại Mỹ có thể lên đến từ 100.000 tới 240.000. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.